Drive north on Parker Avenue for 3/10 of a mile. Good afternoon, xin chào bà con. Mình đang ở nhà thờ. Bây giờ mình sẽ lái xe về American Canyon nha quý vị. Bây giờ hết mưa rồi, trời trong xanh. Mình sẽ lái tự động nha. Đi làm thế nha các bạn, ở Úc Linh. Sau đó mình về nếu mà mình đi qua cầu trước 3 giờ á thì mình phải trả 7 đồng. Còn mà đi sau 3 giờ á thì sẽ chạy đường Carrefour thì mình bớt nửa giá nha các bạn. Cho nên mình tấp vô nhà thờ, mình lấy đồ. Xong giờ mình chạy ra 3 giờ 7 phút. Hôm nay trời nắng đẹp, hồi sáng thì mưa quá trời luôn. Bây giờ trời nắng đẹp, bây giờ mình sẽ cho xe tự động lái. Now turn left to take the interstate 80 east route. Tự động lái về. Trời nắng ngon lành, quay phim nhà rõ. Tối nay mình sẽ quay bằng đêm cho bà con xem nó ra bằng đêm nó lái tự động lái sao nha bà con. Trước có chiếc xe lái rất là chậm. Sáng mưa tầm thả luôn.
sáng mưa quá và không thấy bên trước hơn mà phải dẫn lái từ đầu. Kêu vô súp bờ chạm nhưng mà mình về nhà mình chạm hơn mình không có chạm ra súp bờ chạm. Bên đây nó chờ chạy 65
đây là chiếc bây giờ nó quẹo phải. Tự động dừng nha, mình không có đặt thắng vậy đó. Tự động nó lái, tự động nó dừng. Tự now động turn right onto Fairgrounds Drive. Có mắt thành, nó có cắm 8 camera nha các bạn. Đây là 3 camera hai bên, hai cái fender, hai camera, hai cái cửa, hai cái camera. Sau đó ngoài sau có một cái camera. 8 cái camera. Vô đi traffic quá kẹt xe cho nên nó chạy từ từ. School trung học thì 3:30 ra cũng gần ra hết. Chờ nó chạy vô lục cầu nè, bây giờ ở đây 45 nó xuống còn 25, xuống còn 25 tại chỗ này school nó không cho chạy nhanh.
1,000 feet, turn left onto Silver Oak Trail. Vô local nó chạy chậm quá. Giờ nó quẹo vô Silver Oak Trail. Now turn left onto Silver Oak Trail. Nó biết tránh nha các bạn, mấy cái đồ mà dưới đường mà để tránh, nó không có chạy lên nữa. Con mắt thần mà, camera mà. Camera rất là rõ. In 500 feet, turn right onto Shenandoah Drive. Anh dừng đàng hoàng lắm đó. Gì đâu, không có gấp gáp gì đâu. Chạy rất là đàng hoàng. Now turn right onto Shenandoah Drive. Now turn left onto Center Avenue. Mình nằm bên tay trái của đường Houston Drive. Now turn right onto Hearthstone Drive. Destination is on the left. Kind of left, the kind of call you. Bây giờ là nó kêu mình vô Bắc Kinh nè các bạn. Vô Bắc Kinh là cái. Vô Bắc Kinh cho mình. Vô hay hơn chiếc Mercedes đó. À, anh sửa lại ngay. Rồi anh tự phạt luôn nha các bạn. Tự phạt luôn. Hay chưa? Quá hay. Vậy thì lại thì mình lái từ ở nhà thờ Tarahi Rodeo về American Canyon. Anh lái local đã lắm các bà con, xe tắc la công nhận hay, đi lái local rất là chuẩn luôn nha các bạn. Cho nên
Cho nên vậy là mình đã test drive xe Tesla tự động full self drive rất là chuẩn nha các bạn. Mình sẽ test drive bằng đêm nữa để coi thử nó lái làm sao. Vậy video này đến đây mình sẽ xin chào bà con nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.